Nay là ngày mùng 10 tháng Giêng, tức là ngày thần vía của thần tài, và là ngày thần tài mọi người nhé. Thì hôm nay là thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta có thể sắp lễ ban thần tài mà để cả một năm đấy là chúng ta được nhiều lộc nhất, để hút được nhiều tiền tài nhất của cái nhất nó cho gia đình chúng ta, hay là một doanh nghiệp, hay là một cái cửa hàng nào đó chúng ta. Cái đầu tiên ấy, để sắp một cái ban thần tài tốt ấy, về cái lễ chúng ta cúng thần tài đấy, thì mọi người cần sắp những cái gì nha, và những cái đồ lễ thì chúng ta sẽ sắp như thế nào. Thì mọi người nha, thì cái lưu ý là khi mà sắp ban thần tài đấy, thì ngày mùng 10 là ngày vía thần tài nha, cho nên là mọi người sẽ nên là sắp lễ chay. Tức là lễ chay tức là mình sắm hương hoa quả, rồi thì chè thuốc này, rồi gọi là xôi chè đấy, oản phẩm, bánh kẹo, đó là những cái vật mà sắp cho ban thần tài mà đắc tài đắc lộc nhất. Thứ hai nữa thì chúng ta sắp lễ thì ban thần tài đấy thì cũng như mọi khi thôi, là chúng ta sắp có hương hoa trà quả này, rồi thì nước ngọt này đấy, rồi thì có sớ điệp đó, để gì, để cho chúng ta tấu cho các chư vị thổ địa phúc đức chính thần này, các chư vị thần lộc này, ngài Như Ý Cát Tường này, rồi thì ngài thần tài, rồi thì các chư vị ngũ độ tài thần trong đây đó, thì chúng ta cần phải sắp như vậy. Đặc biệt ấy thì cũng nói với mọi người này, mấy hôm nay thì rất nhiều người đấy, các khách hàng cũng như các bạn trẻ là có điện cho thầy, rồi thì bảo rằng thế qua ngày thần tài bây giờ là chúng em mới biết cái thông tin, thì cái ngày thần tài là đã đến rồi thì có thỉnh được cái hũ tài lộc này không nha. Ở trong này thì có chứa một đạo phù ngũ độ tài thần nha, tức là kêu gọi tài lộc từ năm phương đến đó. Thì hôm nay thầy cũng trả lời các em là vẫn thỉnh được nhá, vì khi mà thầy hoán phù đấy, là làm cái lá phù này đấy, thì nó có tác dụng từ ngày mùng 1 nhé, từ ngày mùng 1 Tết mà đến ngày 24 tháng 12, tức là qua ngày 23 là ngày ông táo về trời đấy, thì đến hết ngày 24 thì qua ngày 24 không còn hiệu nghiệm nữa, cho nên là tất cả mọi người đều thỉnh được nhé. Bên cạnh nó thì nó có một cái ngày giáp ngọ nữa, thì tới đây sẽ đến một ngày giáp ngọ đó, thì ngày đó cũng là ngày vía của thần tài nha, thì mọi người đều thỉnh được nhé. Và mọi người cũng hỏi thầy rất nhiều rằng thầy ơi, thế cái hũ tài lộc này thì nếu mà không có ở ban thần tài thì sẽ đặt ở đâu, là một cái câu hỏi mọi người hỏi thầy nhiều nhất nhé. Đó thì cũng có rất nhiều bạn thì không có ban thần tài, hoặc ở một cái không gian nó rất là chật hẹp đó, các bạn không sắp xếp được bố trí được ban thần tài, thì các bạn đặt ở đâu? Thì các bạn có thể đặt ở trên bàn thờ gia tiên đấy, chẳng hạn như trên bàn thờ gia tiên đây đấy, thì các bạn có thể đặt ở đây chẳng hạn, đây nhé, ví dụ trên bàn thờ gia tiên đây, thì các bạn có thể đặt ở chính giữa này, hoặc đặt bên này, hoặc đặt bên này này nha, bên đây, hoặc là đặt chính giữa nha, thì các bạn đều thờ được đó. Thế còn các có những các bạn thì hỏi thầy là thích, thầy ơi bây giờ là chúng con ở nhà trọ thì có đặt được không? Vẫn đặt được nha, thì bạn có thể đặt ở trên cái bàn làm việc, tức là bạn đặt ở trên cái bàn làm việc nha. Vì đây nhé, mọi người xem là thầy đã làm rất cẩn thận nhé, rất kín nhé. Đấy, mà trong đây lá phù mà đã được thầy thư phù làm tất cả đây, bên trong đây không những là có lá phù đặc trùng chiêu tài, còn có linh vật chiêu tài đấy nhé mọi người nhé, đó là có cả vàng ở trong này nhé, là có đầy đủ mọi thứ rồi ở trong này mọi người nhé. Trong này sẽ có nó tùy theo tuổi người, thì có thể là thầy cho 5 chiếc nhẫn vàng, và người thì là 9 nhé, nó tùy thuộc theo nhé, người thì 5, người 7, người 9 nhé. Đấy, nó tùy theo tuổi, từng tuổi một nhé, để mọi người lưu ý vấn đề nhé. Cái bộ phù này thì rất là linh nghiệm nha, thầy làm cho rất nhiều người đẹp. Năm nay là các bạn sẽ trải nghiệm, và sang năm là các bạn sẽ thấy luôn nhé, là rất là linh nghiệm. Thế còn chính thì chúng ta sẽ đặt ở ban thần tài đây nhá, đây là chúng ta sẽ đặt ở đây, là trên mọi người nhìn nhé, là chúng ta đứng ở ngoài nhìn vào này, thì cái bên đây là ngài thổ địa phúc đức chính thần này, ở giữa là ngài Như Ý hay gọi là ngài thần lộc này, bên đây ngài thần tài, thì các bạn đặt sang bên đây, các bạn đặt xuống dưới, tức là bên cạnh sang bên ngài thần tài đây nhé. Đấy là khi mà các bạn sắp cái hũ lộc rồi nhé.
Thế còn để mà cúng thần tài đấy thì nó có bài khấn ngũ độ tài thần đấy, thì các bạn nào mà có nhu cầu đấy là cần cái bài khấn thì có thể là sẽ để lại cái thông tin ở dưới nhé, cái bình luận ở dưới thì thầy sẽ gửi cho tất cả mọi cái bài khấn thần tài nhé. Bài khấn thì các bạn đọc rất nhanh, các bạn chỉ đọc trong vòng khoảng bạn nào mà đọc thuộc là chỉ khoảng 25 đến 30 giây là các bạn khấn xong. Thì tại sao mà ban thần tài chúng ta phải có lễ nghi thì chúng ta phải khấn, vì các vị đây là hoàn toàn là các vị chính thần. Là khi mà chúng ta có lễ nghi thì chúng ta cẩn cáo các chư vị thì chúng ta phải mời các chư vị đó, và trong đó có tụng chú. Tụng chú là thứ nhất là chúng ta biến thực nha, để cho nó biến hằng hà sa số ra để cho nó nhiều lên nhé. Còn các bạn sẽ sắm, rất nhiều bạn hỏi thầy là thế ngày thần tài thì chúng em sẽ sắm hoa gì, thì cũng nói với mọi người nha, tất cả các loại hoa thì chúng ta hay nên dùng hoa cúc vàng nhé. Cúc vàng là hoa mà thông dụng nhất, thì mọi người có thể sắm cho thầy 3 bông cúc vàng hay 5 bông cúc vàng nếu được nhé. Đấy, về chúng ta bài trí ở trên cái ban thần tài thì cái phương vị này là chúng ta sẽ bài trí là bên trái là phương vị bên trái nhìn vào là chúng ta sắp xếp bánh kẹo để hoặc là những cái vật liên quan đến chiêu tài, thì chúng ta hoàn toàn đặt ở phương vị bên này nhé. Bên này là phương bạch hổ, là bên ngài thổ địa phúc đức chính thần nhé. Thì hơn nữa là chúng ta sắm phải 5 cốc nước nhé. Đây nhé, 5 cốc nước thì các bạn sẽ sắp thành cái hình ngũ phương này nhé. Phải có 5 cốc nước nhé. Các bạn cũng phải có đèn dầu hẳn hoi nhé. Thì các bạn cứ sắm cho thầy là hương hoa này, trà này, các bạn mua 5 gói trà này, đấy, một bao thuốc lá này, hương hoa trà có quả đĩa ngũ quả này. Đấy, thì các bạn có thể mua một loại quả cũng được, mà mua 5 loại quả cũng được. Cái thứ hai nữa thì các bạn có thể những cái mà thứ quả mà các bạn không nên để ban thần tài, không nên thờ, thì các bạn lưu ý nhé, là có 3 loại quả mà các bạn không nên thờ. Đó là quả chuối, tức là cái quả chuối tây chúng ta đấy, quả chuối ngắn đấy, chuối tây đấy, và cái quả dâu nhá, và quả nê, là chúng ta không nên để ban thần tài chúng ta cúng. Còn tất cả các cái hoa quả là chúng ta đều cúng được, bánh kẹo mọi thứ là chúng ta đều cúng được nhé. Rồi thì các bạn có thể là thỉnh đây, các bạn biết là đây gọi là làng ngoắt ấy. Đấy, hoặc là gọi là mèo vẫy tài hay là gọi tài, chiêu tài đấy. Thì các bạn có thể thỉnh thêm cho cái ban thần tài, các bạn riêng cái mèo thần này thì các bạn hãy đặt ở bên phải nhìn vào nhá. Đó thì cái lễ các bạn sắm, lễ cúng thần tài thì đa số là các bạn sẽ sắm tùy tâm mọi người nhá. Tùy tâm tức là gì, chúng ta trong tâm chúng ta muốn sắm những cái gì, muốn cung tiến cho các chư vị như nào, thì chúng ta tùy tâm, tùy theo từng hoàn cảnh, tùy vào cái kinh phí của các bạn nha. Các bạn không nhất thiết phải sắm quá nhiều đấy, rồi nó tốn kém, rồi thì mọi thứ nha, nó sẽ tùy thuộc theo cái tài chính kinh tế của chúng ta. Đây mà khi mà chúng ta cúng đấy thì chúng ta sẽ cúng thành tâm. Và tất cả các bạn nha, mà có nhu cầu muốn thỉnh cái bài khấn thần tài nha, thì các bạn sẽ để lại cái thông tin ở dưới và thầy sẽ gửi cho các bạn cái thông tin về khấn thần tài ngày mùng 10 tháng 10 nhé. Thế còn có rất nhiều các bạn hỏi là thế qua ngày mùng 10 tháng 10 hoặc là ngày khác thì các bạn sẽ chiêu tài bằng cách gì, hoặc là kinh doanh thì các bạn sẽ làm thế nào đấy, hoặc là kinh doanh thua lỗ, hay là cái ban thần tài các bạn không có trường khí đấy, hoặc gọi là không tu tài đấy, thì các bạn sẽ dùng cái gì nhá. Thì đây thầy nay sẽ giới thiệu cho mọi người nhé, duy nhất lá phù này. Đây nhá, các bạn có biết lá phù gì không? Đấy, đây là lá phù là buôn may bán đắt nhá, đây là lá phù buôn may bán đắt. Đấy, trong một gia đình hay một cửa hàng hay một cửa hiệu hay một văn phòng, các bạn sẽ có một lá phù này. Lá phù này thì các bạn sẽ dán trực tiếp ở trong cái cung ban thần tài này nhá. Đây lá phù nhé, là cái vật cứu tinh cho tất cả các bạn nha. Đấy, trong một năm các bạn sẽ đắc tài sẽ lộc. Đây là linh phù gọi là buôn may bán đắt
nhá, dành cho tất cả các tuổi, dành cho tất cả các ngành nghề nhé. Đấy là có tác dụng là gì, là thu hút cái tài lộc cũng như cái vận may đấy, hay là gọi là lôi kéo phù mà kéo khách ấy nhá. Thì đây là lá phù buôn may bán đắt mọi người nhé. Phù này thì có rất nhiều cái tính năng đấy, dành cho tất cả mọi tuổi, dành cho tất cả mọi ngành nghề, ngành nghề nào cũng ứng dụng được nhé, cũng rất linh nghiệm nhé. Và tất cả các bạn nào mà quan tâm đến lá phù này nhé thì xin để lại bình luận dưới, và tất cả các bạn mà quan tâm đấy thì đến lá phù này để hiểu về lá phù này nhé, và ý nghĩa của nó và tính linh nghiệm của nó thì sẽ để lại bình luận ở dưới, và thầy sẽ làm một video dài để nói riêng về lá phù này để cho mọi người hiểu về cái tính chất linh nghiệm của lá phù này nhé.